Vào đầu tuần, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã rớt giá xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng qua do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC tung ra thị trường hàng loạt biện pháp hỗ trợ tăng trưởng. Thông tin Ngân hàng Trung ương Trung Quốc BPOC bổ sung các biện pháp kích thích kinh tế đã khiến cho đồng nhân dân tệ giảm giá sát mức biên độ dao động 2% trong ngày. Động thái hỗ trợ thị trường của Trung Quốc đến sau khi nhiều nền kinh tế khác cũng có biện pháp tương tự nhằm thúc đẩy đà tăng trưởng hiện vẫn còn yếu ớt. Chẳng hạn như gói QE của ECB hay động thái giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ. Đối với Trung Quốc, đồng nhân dân tệ hạ giá có thể hỗ trợ đồng thời xuất khẩu và lạm phát của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Số liệu mới công bố cho thấy mức tăng trưởng của Trung Quốc thấp nhất trong gần 25 năm qua, lạm phát giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm. Nhằm hỗ trợ đà tăng trưởng, PBOC đã giảm lãi suất và nới room cho vay. Tuy nhiên, vẫn chưa có gói QE nào được đưa ra. Số liệu ngoại hối tháng 12 năm 2014 cho thấy PBOC đã bán ra hơn 23 tỷ đô la để làm giảm giá đồng nhân dân tệ. Kết lại năm 2014, đồng nhân dân tệ giảm giá 2,4% so với đô la. Từ đầu cho đến nay, đồng này lại tiếp tục hạ giá 0,9%. Hiện tỷ giá đạt mức 1 đô la đổi 6,2537 nhân dân tệ.